Có một nghịch lý, dù chưa có thống kê chính thức, là 95% các nhà đầu tư đều thua lỗ và chỉ có 5% là thành công, kể cả đã sử dụng phân tích kỹ thuật. Lý do là vì các nhà đầu tư cứ mải mê đi tìm kiếm cơ hội đầu tư, nhưng lại ít khi tìm kiếm các cơ hội để học tập và nâng cao kiến thức. 80% của những nhà đầu tư cá nhân, những người lướt sóng hay trading là theo dõi bảng điện, đọc tin, hóng hớt các diễn đàn, group chat. Trong khi đó, chỉ đến 20% thời gian là đọc sách, là nghiên cứu bài bản. Họ dễ dàng tin vào các broker, vào đội lái hay chìm lợn, và các tin đồn thất thiệt để rồi cuối cùng làm mồi ngon cho cá mập và bị cướp sạch từng đồng tiền xương máu. Cay đắng chua chát rời bỏ thị trường với những sang chấn tâm lý, với một niềm tin rằng thị trường chứng khoán toàn là cờ bạc và lừa lọc. Nếu bạn là một nhà đầu tư mới trên thị trường hay đã đầu tư lâu năm nhưng vẫn thua lỗ, đặc biệt là theo kiểu cổ phiếu tốt mà không tăng giá, thì việc đọc sách để tích lũy kiến thức, xây dựng cho mình một nền tảng vững chắc trước khi tham gia vào cuộc chiến là điều tiên quyết phải làm. Bộ sách phân tích kỹ thuật toàn diện kiếm tiền trên mọi thị trường của Happy Life giới thiệu dưới đây là tập hợp những cuốn sách phân tích kỹ thuật hay nhất mà bản thân đội ngũ Happy Life đã trực tiếp thực hành theo và đạt được những kết quả đầu tư vượt trội. Bộ sách sẽ cung cấp cho bạn một hệ thống kiến thức nền tảng và các công cụ hiệu quả nhất đã được chứng minh để đầu tư và kiếm tiền bằng phân tích kỹ thuật. Từ những kiến thức rất a bờ cờ, những nguyên tắc vỡ lòng cho đến những hệ thống giao dịch nâng cao, kết hợp tinh hoa phân tích kỹ thuật hàng trăm năm ở đông và tây bán cầu, tất cả tạo nên một bộ công cụ giao dịch bài bản, toàn diện, hiệu quả và kiếm tiền được ở trên mọi thị trường có thể phân tích kỹ thuật, bao gồm chứng khoán, phái sinh, forex, crypto, vân vân. Mỗi quyết định mua bán trên thị trường đều chỉ tốn chưa đầy 1 phút, nhập lệnh và enter. Tuy nhiên, đằng sau 1 phút đặt lệnh đó là cả một khối lượng công việc nghiên cứu khổng lồ, tìm đọc và am hiểu nhiều. Hy vọng với những cuốn sách sau đây, nhà đầu tư sẽ được trang bị cho mình những vũ khí đắc lực nhất để sẵn sàng tham gia vào một cuộc chiến mà bất kỳ ai cũng nhòm ngó vào túi tiền của bạn. Thứ nhất là bộ sách Làm giàu từ chứng khoán phiên bản mới và hướng dẫn thực hành CanSlim cho người mới bắt đầu của William O'Neill và Matthew Gargani. Làm giàu từ chứng khoán là cuốn sách kinh điển mà mọi nhà đầu tư nên đọc. Kể từ khi được phát hành lần đầu tiên vào năm 1988, sách đã bán được 2 triệu bản và được dịch ra nhiều thứ tiếng trên thế giới. Đây là cuốn sách gối đầu giường của mọi nhà đầu tư theo trường phái phân tích kỹ thuật TA kết hợp với phân tích cơ bản FA, giúp bạn làm giàu từ chứng khoán. Hệ thống đầu tư CanSlim của William O'Neill đã được kiểm chứng trong thực tế về khả năng giảm thiểu rủi ro và tối đa hóa lợi nhuận. Kết quả từ nghiên cứu 12 năm của Hiệp hội các nhà đầu tư cá nhân Mỹ đối với 50 chiến lược đầu tư tốt nhất cho thấy hệ thống CanSlim của William O'Neill là chiến lược có thành tích hàng đầu. CanSlim đã đem về lợi suất 2.763,3% trong 12 năm so với con số 14,9% của S&P 500. CanSlim là một trong số những hệ thống đầu tư tốt nhất tại Việt Nam hiện nay. Cuốn sách thứ hai là hướng dẫn thực hành CanSlim cho người mới bắt đầu do Matthew Gargani viết và được chính William O'Neill khuyên đọc. Đây là cuốn sách hữu ích cho những nhà đầu tư mới bước chân vào thị trường. Sách sẽ hướng dẫn cách thức cụ thể bắt đầu tiếp cận thị trường chứng khoán bằng phương pháp CanSlim với những hướng dẫn tỉ mỉ từng bước một, bao gồm các danh sách kiểm tra, checklist để bất kỳ nhà đầu tư nào cũng dễ dàng áp dụng. Thứ ba, kỹ thuật giao dịch để kiếm tiền hàng ngày trên thị trường chứng khoán, Day Trade for Living của Andrew Aziz. Đây là một cuốn sách giải thích về các nguyên tắc cơ bản của giao dịch trong ngày và các chiến lược giao dịch quan trọng mà nhà giao dịch sử dụng mỗi ngày. Nếu bạn là một nhà giao dịch mới bắt đầu, cuốn sách này sẽ trang bị cho bạn sự hiểu biết về việc bắt đầu từ đâu, bắt đầu như thế nào, mong đợi những gì từ giao dịch trong ngày nói riêng và giao dịch nói chung, rồi từ đó có thể phát triển một chiến lược riêng cho mình. Với cuốn sách này, bạn sẽ học được cách bắt đầu giao dịch trong ngày như một nghề kinh doanh. Giao dịch trong ngày chứ không phải là cá cược trên cổ phiếu. Chọn môi giới, công cụ và nền tảng thiết yếu. Giao dịch theo 7 chiến lược quan trọng của giao dịch trong ngày, thực hành từng chiến lược cụ thể, mua vào, thoát ra, dừng lỗ. Quản lý kế hoạch giao dịch và cân bằng cảm xúc cho nhà giao dịch thành công. Cuốn sách thứ tư là Tuyệt kỹ giao dịch bằng đồ thị nến Nhật phiên bản 2 của Steve Nissen. Tuyệt kỹ giao dịch bằng đồ thị nến Nhật có tên gọi này là vì hình dạng của những đường kẻ trông giống cây nến. Hệ thống đã được tinh chỉnh bởi hàng thế hệ sử dụng ở phương Đông xa xôi, từng làm nên một đế chế buôn gạo tại thương cảng Osaka. Cho đến khi Tuyệt kỹ giao dịch bằng đồ thị nến Nhật được xuất bản, suốt hơn một thế kỷ, bộ vuốt phân tích kỹ thuật đồ thị Nhật Bản, tức đồ thị nến, vẫn là một bí mật được chôn giấu với phương Tây. Lần đầu tiên, cuốn sách đã tiết lộ đầy đủ và chi tiết với bán cầu Tây về những bí ẩn phương Đông này. Tại sao Tuyệt kỹ giao dịch bằng đồ thị nến Nhật lại thu hút được sự chú ý của những nhà giao dịch và đầu tư trên thế giới? Đó là bởi nến Nhật rất dễ hiểu. Chúng cung cấp những thông tin đảo chiều thị trường sớm hơn. Chúng bổ sung những góc nhìn thị trường độc nhất, rất thú vị khi học với những tên gọi rất tượng hình và dễ nhớ. Chúng mở rộng thêm phân tích đồ thị phương Tây,
và nâng cao hiệu quả phân tích của bạn. Cuốn sách thứ 5 là Hệ thống giao dịch Ichimoku của Nicole Elliott. Đây là cuốn sách đầu tiên về hệ thống giao dịch Ichimoku được xuất bản tại Việt Nam. Ichimoku là hệ thống giao dịch rất phổ biến, được các nhà đầu tư từ phương Tây đến Á Châu ứng dụng một cách hiệu quả trên thị trường cổ phiếu đến trái phiếu, thị trường vàng, hàng hóa cơ bản, thị trường phái sinh, hợp đồng quyền chọn hay cả thị trường ngoại hối Forex và Crypto. Với người Nhật, hệ thống này là xương sống trong phân tích kỹ thuật tại tất cả các phòng giao dịch, các công ty chứng khoán và các định chế tài chính. Tất cả các dealer cũng như trader ở Nhật đều sử dụng thành thạo và thông thuộc công cụ này. Và nó là giáo trình vỡ lòng khi bước vào nghề đầu tư, kinh doanh đối với người Nhật. Cuốn sách thứ 6, Fibonacci Trading của Caroline Borodin. Trong đầu tư, Fibonacci là công cụ thường hay được các nhà đầu tư theo trường phái phân tích kỹ thuật sử dụng. Trong cuốn sách này, cố vấn giao dịch kỹ thuật nổi tiếng Caroline Borodin sẽ chỉ cho bạn cách sử dụng mô hình Fibonacci như một phương pháp cực kỳ hiệu quả để đạt được lợi nhuận cao hơn trong chứng khoán, hợp đồng tương lai, thị trường Forex và kể cả crypto. Cuốn sách Fibonacci Trading cung cấp cho bạn một cái nhìn sâu sắc về việc xác định các mức cao thấp trong thị trường giao dịch với phương pháp được chứng minh dựa trên mô hình được gọi là dãy số Fibonacci. Với các bí quyết và công cụ được trang bị đầy đủ bên trong, bạn sẽ học được cách tối đa hóa lợi nhuận và hạn chế thua lỗ bằng cách dự đoán sự thay đổi của thị trường dựa trên sự hiểu biết được khai sáng về các mức Fibonacci xác định xu hướng thị trường. Và cuốn sách thứ 7, Hướng dẫn giao dịch theo sóng Elliott của Wade Goffman và Jeffrey Kennedy. Đây là cuốn sách phải đọc dành cho những ai muốn biết cách thức giao dịch theo nguyên lý sóng Elliott. Bạn sẽ biết cách làm thế nào để mở ra cơ hội giao dịch tốt, đánh giá chất lượng từng tín hiệu giao dịch, cách mở vị thế, quản trị giao dịch bằng cách nâng cao và hạ lệnh dừng lỗ, cũng như cách đóng lệnh hợp lý nhất. Tác giả không muốn trình bày những ví dụ hoàn hảo khiến bạn ngộ nhận rằng bạn có thể giao dịch và làm giàu chỉ trong vòng 30 phút và dành phần lớn thời gian trong ngày để chơi golf. Thay vào đó, Wade Goffman và Jeffrey Kennedy đã tạo ra một cuốn sách hướng dẫn giao dịch giống với thực tế nhất, với tất cả những sai lầm, những điều không hoàn hảo trong từng giao dịch để cho bạn đọc hiểu rằng có nhiều cách giao dịch thành công khi tuân thủ kỷ luật tín hiệu giao dịch theo sóng Elliott. 7 cuốn sách trong bộ sách phân tích kỹ thuật toàn diện kiếm tiền trên mọi thị trường được chính tay đội ngũ biên tập kiêm nhà đầu tư Happy Life chọn lọc, biên dịch và xuất bản tại Việt Nam. Đặc biệt, từ ngày 20 tháng 8 cho đến ngày 6 tháng 9 năm 2020, khi đặt bộ sách tại trang web của Happy Life, bạn sẽ nhận được một món quà là một bộ bookmark độc quyền của Happy Life với những lời khuyên đầu tư sâu sắc. Hãy nhanh tay truy cập vào đường link ở phần bên dưới mô tả để là những người sớm nhất sở hữu bộ sách tuyệt vời cùng với món quà đặc biệt từ Happy Life. Nếu video này hữu ích cho bạn, hãy nhấn vào nút like và comment bên dưới cho chúng tôi biết nhé. Chia sẻ video này tới những người mà bạn nghĩ là họ cần. Đừng quên đăng ký kênh Happy Life, chọn vào nút chuông thông báo cũng như theo dõi fanpage Happy Life dưới chế độ See First để là những người sớm nhất cập nhật những video, những thông tin mới nhất về đầu tư, về tài chính cá nhân, về phát triển bản thân. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.